78 TV hả? 78 TV. Hiện tại mấy anh em có mặt của tất cả các mạnh thường quân, là sau đây thì một chút xíu nữa em sẽ xin thông báo ha. Trên tay em cầm đây là những cái thùng sữa nè, và những cái hộp sữa như thế này. Em có chuẩn bị sẵn, đây là sữa rau lết nè. Nó em có, trong cái đoạn đầu thì em cũng nói rồi, đây là sữa công thức pha bằng nước nóng. Còn sữa này thì uống trực tiếp luôn ha, sữa tươi. Đó. Thì bây giờ ở đây có 5 anh em, xin mời mấy anh em đi vào chung với em luôn ha. Ok, đây, đây. Đi vào bây giờ mình vô gặp thùng cô. Thùng bé vài cái. Đó, mình gặp thùng cô xong cái mình gặp mấy bé, mình trao quà. Đó, đây là mấy ấm chứng từ. Đây là các bạn ấm chứng từ. Hiện giờ mấy bé đang ăn nhưng không trao được, em cứ để ngoài trước thì sẽ sử dụng cho các bé. Các bé đang ăn rồi đó. Dạ. Các bé đang xế uống sữa em cũng thấy. Nhà uống sữa của mình ở trong đây nha. Dạ, thì bây giờ cũng được để cho ở ngoài để cho chị cô xử xử lý sao cũng được. Và bây giờ thì chị cô cho chúng con vào một quý đó chút, và sau đó con cũng có một số số tiền riêng cho chị cô để cho nó đỡ nói ăn để con đẩy cho em đỡ được thế rồi là cái chào sữa được ha, là chúng bé ăn. Bây giờ mình qua mình làm không quen cũng như là mình sự trò chuyện cùng chơi với đứa bé trước. Yeah.
dễ thương cô chú anh chị. Chỉ cần nói một tiếng thôi là thấy bé là ngoan ngoãn là lên ghế ngồi hết rồi cô chú anh chị. Thì Phúc Khang cùng các anh em như là Tài 66, Nắng Xuân, Duy Tăng 79, Cô Bắp 365 đến mái ấm tình thương đang quay các bé rất là dễ thương của chú chị. Thì Phúc Khang cũng thấy có mấy anh Tây cũng đến cũng chơi với mấy bé ở đây. Hello. Hello. Em mới trước thôi. Thì phần trên lầu thì có rất là nhiều bé sơ sinh nha cô chú anh chị. Mong muốn là hồi nãy là chạy ra chân ghế đó nha. Đó. Cái đi. Rất là có duyên với lại chú cháu mình nha, sau này là học giỏi nha con, giống như là chú Tài học giỏi nha con. Cùng biết. Chú Tài là dược sĩ đó nha con, học giỏi nha. Cái mỏ chị cảm ơn mình nha. Mỏ đúng em quá rồi. Thử. Chào cô chú đi. Chào tất cả cô chú. Chưa biết nhỏ. Mũm mềm. Em mút mút nó mút theo rồi đó. Đó. Mũm mềm rất là mũm mềm. Đó bây giờ bị ở đây luôn. Ở đây mình chú đi. Đây đi. Áo con đang mặc đồ gì? Áo con đang mặc đồ gì? Áo quan. 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 Áo quan.
Rồi nắng xuân ẩm về luôn rồi. Ở đây là phở mẫu luôn. Không chịu xuống luôn rồi. Cần quá. Con xin chào sư cô. Dạ, hôm nay con đến đây là con có trao một ít quà cho mấy bạn ở trong cái chức từ của mình là có 2 hộp sữa và 4 hộp sữa, 4 hộp sữa còn nước. Và bên cạnh đó thì con cũng gửi với sư cô một ít tiền mặt để sư cô mình trang trải cho mấy bé mua đi chợ để mua hàng cho mấy bé. Thì cũng sẵn tay sư cô có mặt ở đây, em cũng thay mặt tất cả các sư cô như sư cô chị cảm ơn Quân. Ở đây thì có hình luận có anh Cường, Đỗ Văn Cường ở 235 3G Nguyễn Hữu Tiến, Tân Thành, Tân Phú thì có gửi 1 triệu đồng. Và chị cô đoàn thị gái thì cũng ở 235 3G Nguyễn Hữu Tiến, Tân Thành, Tân Phú gửi 1 triệu đồng. Và còn 5 triệu đồng lại là của cô Dung ở Đức, 5 triệu đồng của cô Dung ở Đức và 500 ngàn lẻ thì của anh Hùng Hậu Tập, trước anh Hùng Hậu Tập là 55 ngày quay và 500 ngàn lẻ của anh Hùng Hậu Tập 78 TV đó. Thì đây là con xin trao lời cho cô là 5 triệu 7, 1, 2, 3, 4, 5 triệu 7 trăm nghìn. Sư cô nhận nhiệm con ha. Dạ, để cho mấy bé vui là không học hay cho mấy bé sư cô ha. Con cảm ơn sư cô. Con cảm ơn sư cô hôm nay và quý luôn con cũng giúp sư cô nhiều sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống an tâm. Cũng khai diện bên ấm thì con cũng biết ha. Để sau này gửi thông đến các bạn đã đến đây trước là hỗ trợ cho con về sữa và một chút kinh phí để cho cô có thể lo cho con trong đời sống hàng ngày. Các mình vô xa là đã không đến đây được thì con gửi em đem đến cho cô đó để cho là cha con. Mọi người rất là nhiều đã nghĩ tới các con mà đang sẽ bỏ cuộc sự yêu quý của mình và chị đưa được những sức khỏe của anh đi từ bên ngoài. Thì dạ con cảm ơn sư cô nha, cũng sẵn đây cũng thông báo và cũng như là mình chia sẻ mình bắt luôn cho tất cả các cô chú anh chị mình đóng tiền. Cái tiền sữa hồi nãy em mua là 2.820.000 với lại 5.700 là tổng cộng hôm nay em trao cho cái máy ấm thứ tự của mình là 5.8.520.000 là tổng cộng. Mong chú cô quan hệ nhận giúp tấm lòng của tất cả anh em ở đây cũng như là
bà con của bạn mình cũng ở ngày xa nhé. Dạ, chúc sư cô được nhiều sức khỏe nha, mấy bé mong cháu lớn. Dạ, là chúc các chú được nhiều sức khỏe, là người kết nối, là cái cầu kết nối, cũng như là lan tỏa sự yêu thương của những vấn đề bất hạnh đến với mọi người, đến với công chúng, để cho mọi người biết nhiều hơn và về các con, cũng như những đó những vấn đề bất hạnh bên ngoài, giúp những vấn đề cái may mắn có được sự quan tâm cũng như sự yêu thương của mọi người. Chị con nãy là mình có hỏi một bài thông tin là chị con cho hỏi những bé ở trong đây á, là mình nuôi dưỡng là từ đâu đó chị con? Từ các mẹ đem đến đây cho cô rồi các mẹ đi. Có nhiều nơi đến thì đây không có một không có điều kiện để con, mình các mẹ biết tới mẹ để mẹ đem đến đây cho các mẹ đi. Đa phần là như vậy. Bé ở trong đây thì nhỏ nhất là mới có 5 ngày tuổi, chị sẽ không biết lớn nhất là bao nhiêu sư cô? Dạ, lớn nhất 5 tuổi. Lớn nhất là 5 tuổi, nhỏ nhất là 5 ngày tuổi, cô chú anh chị. Cô chú anh chị, mình nếu mà có bắt tắt đến mấy anh chú từ ở số 57-68, phường 15, điện đường Điện Phủ, đường Điện Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nha, cô chú anh chị. Dạ, cảm ơn sư cô, chào sư cô nha. Dạ, cảm ơn.